Đấy, chào tất cả các bạn ha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Nay lên được mấy con máy xới và mới làm xong mấy máy xới rồi quay chia sẻ đến tất cả các bạn cùng xem ha. Thì trước khi xem video thì các bạn cho em một cái lượt like, một lượt đăng ký kênh nha. Thì giới thiệu sơ sơ trước các bạn ha. Con này Honda nè. Đó, con này có thể xới luống tạc rồi xới cào cào gì cũng được luôn. Một con Honda xới cào cào 4 ngựa nè. Con xới tạc một bánh, con này là mấy ngựa ta? 3 người rưỡi nè, Honda nè, GF 3115. Đây. Con này là con Kubota T7 ha, con này 6 ngựa 8 ha. Con này to anh em, con này anh em làm về làm cộ hay là về xới cũng được ha. Rồi. Quay con này luôn rồi ha, em cho chạy xuống dưới đi. Hả? Cho chạy dưới đi rồi, rồi quay kỹ hơn, chỗ này hơi chật anh em, mới rửa xong anh em, mới rửa mình không có mình chưa có nói chung không có chét dầu chét phấn rồi sơn gì hết, nói chung là mới rửa sạch sẽ thôi. Con Makita này bự nha anh em, bánh nó bự lắm luôn nha anh em, to đùng luôn á, 7 ngựa. Con này vừa dạng to giống như mấy con máy xới dầu luôn á anh em ha, nó kích thước nó bằng mấy con xới dầu luôn á nè. Anh em có thể nhìn thấy nè, bánh nó bằng như xới dầu bự bên kia luôn, anh em thấy không, tại động cơ nó ngang với đôi con kia luôn mà đó, bánh nó to đùng luôn á không. Con này thì đẹp tuyệt vời anh em, con này cũng chưa sửa chữa chỉnh sửa gì hết hả. Chung là rồi được rồi, dừng lại đây, dừng lại quay video cái đi. Rồi tắt máy luôn cũng được. Đây thương hiệu Kubota anh em, garanti rất là ok, 6.8 PS nha hả nha. Bên trong nó sáng giới nè, bên trong mà cái sườn bên trong á ha, ở ngoài thì nó có thể nhạt nhạt nhợt nhợt xíu nè đó. Lưỡi xới nè, lưỡi to nha, con này dạng xới xới đất cứng đất bự rồi luôn nha anh em, lưỡi rất là to nha đó ha, đó lưỡi rất là to luôn. Thì cái bề ngang này anh em có thể kéo ra được nè, dặn bốn ốc này nè đó, dặn bốn ốc đó anh em kéo nguyên cái khung này ra được nha. Đây động cơ đây nè, động cơ nó nguyên kia chưa chỉnh sửa gì hết, của Kubota luôn nha đó. Về máy xới thì Kubota là đỉnh rồi nè. Đây 6.8 PS nha nè đó, con này thì ngon lành, giật cái chạy à đó. Lên xíu ga không biết còn xăng không nữa, sớm hết xăng rồi em cho xới cho chạy luôn à. Thì mô tả sơ cho anh em, con này thì nó có 6 số tới 2 số ve nha. Đây à, xới đây anh em, bóp thắng là lái nha. Đây bóp thắng nè đó ha. Con này anh em mà xới đất cuộn bự cũng ok luôn ha, và anh em về kéo cộ cũng được ha. Cái tâm này tâm rời nha anh em đó, tâm rời nha, rồi thẳng xuống đó luôn đi. Nó có hai xới nhanh chậm nha anh em đó, cắt con xới rồi thẳng đó đi, rồi tắt máy đi, báo giá cho người ta luôn nè. Rồi con này anh em có thể tháo tâm rời nha, tâm này tâm rời nha, đây nè, đó nó kết nối vô nè, có cái cần chấu gặt nè ha, anh em tháo ra thôi, anh em có thể sử dụng cộ lúa cộ gì đó cũng được ha. Rồi báo giá anh em, con này giá 7 triệu chưa bao gồm vận chuyển nha, anh em nào có nhu cầu thì alo em trực tiếp em ha, số điện thoại là 0908875468 ha, máy móc nguyên zin ha, máy 7 ngựa đó, dàn xới ngon lành hết ha, đó ngang xới nó khoảng 5 tấc 5 mấy gì đó nè đó, bánh xe rồi ngon lành hết. Rồi đó là con thứ nhất anh em. Tiếp theo số 2. Số 2 muốn mô tả với anh em là con xới một bánh ha. Con này của Honda ha, thương hiệu Honda, con xới một bánh luôn ha. Con này 3 người rưỡi ha. Đó. Xới một bánh anh em để anh em ấy gãy đồ rất là ngon lành, mà con này đời cơ cũng cao luôn anh em ơi. Đời cực cao luôn nè, Honda GF nè. Ha. Đó. Con số sườn số sung nó có luôn nè. Model nè, Honda nè. 3.5 PS ha, tua 4000. Đó, đầu máy Honda rất là đẹp luôn. À, đó, có hao nha. Cái khung nó bằng inox anh em ha. Khung đời cao bằng inox nè, rất là ok, anh em có thể hạ cao xuống thấp đều đều được ha. Một bánh anh em để xới gãy là ngon lành. Đây Honda nè, GF 315. Đó. Ha. Con này quay đầu được không? Con này anh em quay đầu được luôn nha anh em. Đúng rồi, mười gặp cái này xuống xíu. Bóp cái kia gặp hạ xuống đi. Rồi xoay qua đây nha, được không? Xoay gì thôi. Không nó ngáy rồi, dở lên nè, dở lên qua lại được không?
con này ra quay lại. Con này quay đầu được không ta? Nhưng mà kiểu này chắc quay đầu được chứ. Có số điện thoại luôn, hồi nghe luôn. Đó. Rồi, test trước đi, rồi quay đầu tính sau đi. Để hồi mình coi lại rồi á, anh em. Lên ga xíu. Không, con đó không tắt trên á. Con lạnh anh em. Con này rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Nha. Tới luôn. Xiết lại đi. Chở hỏng hỏng lên nè. Ở sau chưa có bánh xe, mình sẽ để bánh xe cho anh em nè. Tại nó chưa có bánh xe sao mà bán, anh sẽ để bánh xe vô đàng hoàng cho anh em này, đang lái lên đó. Rồi báo giá cho anh em luôn á, con Honda này giá 5 triệu, bao chưa bao giờ vận chuyển nha anh em đó. Anh em nào có còn alo em, giá quá bèo luôn anh em ơi, 5 triệu ha. Honda GF sơ luống sơ đồ cực kỳ đẹp, ok luôn nha. À, bình xăng á, bình xăng nó mớp lỗ chỗ này anh em đó, không ảnh hưởng gì hết anh em, ngon lành nè ha. Rồi anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp em ha, con số 2 giá 5 triệu, chưa bao giờ vận chuyển nha. Rồi tiếp theo anh em, tiếp theo một con sới mà sới kêu cào cào anh em. Sới này thì 4 ngựa ha, con này đời cực kỳ cao luôn anh em ơi. Honda bull wood gì nè đó ha. Con này anh em có thể xới, có thể cộ, có thể kéo, hoặc là anh gắn bánh lồng vô anh em cộ luôn, hoặc là anh em xới cào cào gì luôn ha. Đó. Con này thì Honda GX 1200. Đó, con này 4 ngựa nha anh em, đời cao cực kỳ. Ha. Rồi. Số số. Con này có số ve số tới luôn nha anh em. Đó. Đập gì đó. Honda GX 4.0 này em bán với giá 6 triệu ha, chưa bao giờ mua chuyển. Anh em nào có cần nhu cầu thì alo em ha. Đó, 6 triệu. Đó, ha. Nào cái con Honda này không, thường thường là đã 4 triệu rồi anh em ha. Cái máy cũng rẻ anh em. Rồi. Đó, anh em nào có nhu cầu thì alo em, máy rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi. Đó là con số 3 ha. Còn con cuối cùng ngày hôm nay anh em. Con cuối cùng ngày hôm nay là con Honda. Con này 5.5 người rưỡi nha anh em. Con này gì để xới luống, tạc luống, hoặc là kéo rơ móc, hoặc là xới cào cào đều được ha. Con này là cái như quá trời chức năng ha. Xíu gọi lại đi, tập trung làm cái này cho xong đi cho anh. Rồi quay lại test con này nữa cái cho anh em cuối cùng ngày hôm nay. Con này thì ngoại hình nó cái bông xới hơn sao thì nó hơi xấu một xíu anh em ha. Nhưng mà con này tới 5 người rưỡi, Honda 5.5 BS nha. Lên miếng ga. Ê, công tắc trước á. Công tắc trước á. Mở công tắc chưa? Nãy tôi mới tắt à. Đây. Nè, con này anh em dùng để tạc luống, tạc đồ đều được nha. Và làm cào cào luôn, xới cào cào.
là tới gơ móc đều được các anh em, ô và làm kéo gơ móc luôn. Tại cái này nó cũng lớn tới 5.5 PS lận nha. Quay lại cho anh em xem nè, đó nè, động cơ Honda luôn nha anh em. Quay quay cái càng lên cao một xíu. Rồi ổng rồi. Đây nè. Con này anh em có thể xới tạt bốn nè. Hoặc là anh em tháo nguyên cái đuôi xới ra, anh em cắm cào cào lên trước, anh em xới cào cào cũng được luôn. Hoặc là làm cổ cũng được luôn ha. Con này anh em có thể quay đầu được luôn ha. Con này có nhiều chức năng nha anh em. Ngoại hình thì cái đuôi xới ở sau thì nó xấu. Thì chắc sơn thì rồi. Gắn xới cào cào cũng được nha, gắn cái bông xới cào cào đó ha. Mấy con này em dọn mới dọn hôm nay ha, chạy ok hết rồi, còn rất nhiều con khác nữa anh em nhưng mà chưa có làm kịp anh em ơi. Thì nay quay sơ sơ nhẹ nhẹ gì, anh em nào có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp em ha. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt anh em ha, chúc anh em có một buổi chiều thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Đừng quên để lại cho Khánh một cái lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ đến những anh em bà con, cô dì chú bác nào có nhu cầu cần mấy máy này. Rồi ok, chào tạm biệt anh em.